Donna E. Almas. Vâng, và chúng ta cũng đến với trận thi đấu thứ tư ở trong xe đấu đầu tiên thôi. Đây là Roman của cầu thủ Duy Mạnh bãi quả 6 cây đầu cánh. Màn hình máy của game thủ No 1 Babylon. Trong cánh một bài mà thế nhà hơi chơi vơi. Chim sẻ đây trận đầu tiên là chắc là anh được đánh cung rồi. Đây là Chip Boy cầm AC. Ơ, vậy thì ai chém ai cung. Vâng, và bên phía đội bạn thì có phên lớp cầm Babylon là người có cung R duy nhất. Còn đâu là IA chơi son of fan là ba nhà chém. Có thể là IA có thể đánh cung của game thủ xi măng. Nhưng mà xi măng anh cầm màu 2 thì ngày hôm nay thì chủ đích của đội tuyển Hà Nội ra sân thì xi măng sẽ là người chém. Và phên lớp cũng như là game thủ Hoàng Mai Nhi sẽ là hai tay cung cứng. Hai tay chủ lực. Vâng, nhà game thủ No 1 đang rất nghèo. Chưa thấy gì ăn cả. Mà nông dân cắm đi đâu cũng gặp sư tử. Rất khốn nạn. Đây là màn hình máy ở game thủ Chim sẻ nắng cầm Summer. Bài ông Chim thì cũng la lá bài No 1 thôi. Nhưng mà được cái là chắc có hốc ở sau cánh rừng già. Có đá một hai con về không? À đây có con voi đi rồi. À, Roman đến từ game thủ Chi Mạnh cũng không có đồ lùa về. Như vậy là ba nhà không đồ lùa về thì còn một mình chủ lực Chip Boy thôi. Đây là chủ lực rồi chứ không phải đừng gọi anh là một tay chém nữa. Bây giờ anh là chủ lực. Bài nhà Chip Boy trông cái này thôi nhưng mà xấu. Bài tôi chưa nhìn thấy hốc hác đâu. Có lẽ phải giật sau cái cánh rừng già thôi. Vâng, cái hốc này thì trông vậy nó cũng liều tiều. Có bãi quả trong này nữa thì tươi. Ơ, quýt 17 dân này. À không, đây là pan. Như vậy là bài bên phía đội bạn cũng như nhau. Chả thấy ông nào dò ít, ông nào dò nhiều hẳn cả. Ông nào cũng dò tầm 6%. Bài này thì không biết là hốc nhà chim sẻ ở đâu. Nhưng mà nhiều khả năng hốc nhà chim sẻ là hốc đẹp nhất ở trong 4 nhà đấy. Nhà No 1 có khi anh đánh 26 dân rừng lờ thì cho nó phiêu. Đội bạn từng anh đánh cung. Rồi họ không bo nữa. Chứ cái bài No 1 mà đánh 25 dân thì ép như 26 dân thôi mà. À đâu, có hai quả phụ đấy chứ. Không lực nó cũng được đấy, hai quả phụ một hiêu. Hai quả phụ, một hiêu 6. Bài này thì chắc là kích ở đầu 11. Nếu dâng sớm thì có lẽ là tầm 11 tròn. Vâng, đóng BB. Màu 2 đánh 22 dân là người cầm cho son. IA đánh 25 dân.
Vâng, thông tin đấy từ chip boy soi tham tôi thấy là giò có 7% hay à, 7% chắc là dâng lờ rồi. IA giò 7%. Nhiều khả năng là dâng lờ. Còn đây là nâu 1 cầm Babylon 25 dân. Vâng, đóng nhà thật nhanh thì 11 tròn kích. Còn không thì lại phải sang đến 11-10 đấy. Như vậy là 4 là người đầu cánh của game thủ Chiboy. Giật dân về ăn bầy hiêu được không? Vâng, nhà Yamoto đang có bài mà khung rộng. Một bãi gỗ khá đẹp dành cho game thủ Chiboy. Đây là nâu 1. Vâng, nâu 1 đang có được một bài cầm Babylon lực là khá khỏe. Đang đóng L2 luôn. Vâng, thông tin đến từ nâu 1 về anh chè, anh chọc được 3 dân và anh kêu một chết nghìn dân. Vậy em vào đây luôn. Không, như vậy là nâu 1 anh mới chết tầm 3 dân thôi. À, vừa đấy là tình huống không có gỗ thì phải hơi đen. Ai bơm cho nâu 100 gỗ được không? Giữ bãi vàng cân 2 luôn. Cung tê này thì cung tê này thì chơi luôn này thì van lớp rồi. Rồi, tươi lắm anh ơi. Anh đang tươi đấy. Cho 900 gỗ này. 50 gỗ cũng được. Rồi, ok. Có thêm 10 gỗ. À, 20 gỗ nữa, 75 gỗ để nâng bánh xe cơ. Xin 20 gỗ nữa, nâng cái bánh xe cái là ok luôn. Bây giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi chủ lực duy nhất bên phía đội bạn đang... đang trong thời gian mà chờ giờ, chúng ta cùng chờ đợi xem liệu rằng game thủ nâu 1 anh có niệm được cho viên lớp hay không. Giờ niệm bắt đầu. Ôi giời, hết gỗ phải thì khó vào nhà viên lớp lắm. Lại xin 100 gỗ nữa. Có không? Không cần à? Không cần, khó lắm. Dạo này game thủ trình độ lên cao rồi. Có phải ngày xưa anh đánh với em đâu. Đấy, biết ngay mà. Đấy, đấy, đấy. Không có gỗ phải e, rất khó vào. Nhà bên lớp đang cực xấu luôn. Bị con giò nó chọc bãi gỗ thốn thật. Bên lớp nhiều năng anh còn bãi hoang nữa thì phải. Chứ dân ở bên trong tôi đếm nhiều năng là không đủ. Bên lớp nhà chủ lực nhưng mà cực xấu. Bây giờ thì chia sẻ cũng như là game thủ chip boy mà giữ được cánh bên này là ok. Mà nếu như chip boy mà chơi chết được nhà game thủ M4 là thắng. M4 đang lượn chém qua nhà game thủ chip boy. Tam lai chip boy đang 37. Bắn phù thủy trước đi. Để cần gì thì nâu 1 tạt sang luôn vào đây. Nếu như nâu 1 mà anh có cưa mãi nhà M8 được thì tạt luôn nhà M4. Ở trong góc 9 giờ. Rồi. Màn hình máy game thủ chip boy. Vâng, bây giờ thì màu 1 đang ôm được rất nhiều ruộng nhưng mà lại phải chạy dân rồi. Chip boy đang có một tơn đẩy khỏe. Vài cầm AC mà anh đang rất tự tin là anh cần chết Yamoto của Hoàng Mai Nhi. Và sự tự tin của game thủ chip boy vẫn đang đúng. Vâng, chip boy bơm đi kìa. Bơm gỗ cho đồng đội kìa. Như vậy là bơm rồi. Chim sẻ giao, chim sẻ vẫn đang tham 41. Trận đấu này cửa thắng cao đấy. Truy mạnh chém cánh bên kia sao rồi. Vẫn tham 25 này. Vâng, truy mạnh cân đôi luôn. Nhà màu 2 cũng như nhà màu 3 đều đang bị truy mạnh chém. Và bây giờ thì có lẽ ông cần phải đổi tên thành truy sát. Vâng, tham lai vẫn đang 25. Cánh bên này thì anh đang cân với lại cho son và cân luôn cả pan. Một bài cầm Roman cân 2 luôn. Khiếp hồn và người ta cứ đang ngỡ rằng đây là Hồng Anh chứ không phải là Truy Mạnh. Vâng, rất đông phù đến. Có phù công lên. Đến từ game thủ màu 2. Rồi bây giờ thì cánh kia phối hợp và đẩy nhanh lên. Màn hình máy game thủ Chip Boy rồi. Truy Mạnh đang quá đánh quá tốt ở trận đấu này rồi. Nhà màu 1 siêu xấu. Vậy e.
À kia là chém màu 4 Hoàng Mai Nhi này, quên mất, cứ tưởng chém của bên mình. Vâng, Tham Lai đang 51/60. Nâu 1 đâu nhỉ anh nhỉ? Vâng, nâu 1 anh đang hơi fit. Và thôi bây giờ thì anh phối hợp với tên này cướp nhà màu 1 đi đã. Sau đấy là sẽ tạt vào nhà màu 3 thôi, là thắng nhà màu 2 để nguyên thì cũng được. Truy Mạnh đang chém quá tốt, cánh màu 2 chết quá nhiều dân rồi. Màu 2 chết đến 3 container dân rồi. Mạnh mẽ đến thủ chim sẻ. Màu 1 đây không có cửa. Màu 1 đây không có cửa, thôi gãi đi. Ngồi gãi đi, thoải mái đi. Vâng, không ai cứu được nhà của game thủ ven lớp nữa. Màn hình máy nâu 1 anh đang ở đâu? Anh đang chém cái gì? Đây rồi, nâu 1. Nâu 1 anh đang có một tình huống vẩy e. Vẩy được một cái nhà BE đấy. Vẩy được một cái nhà BE đấy. Không phải vẩy nữa rồi, không phải vẩy cũng chết. Rất hay. Này, ai có mặt ở nhà của game thủ ven lớp không? Nâu 1 anh còn 5 con lạc đà và 2 con nông dân thì phải. Màn hình máy ở game thủ chim sẻ. Rất đông quân. Truy Mạnh đâu? Truy Mạnh anh đang chiếm cả nhà BP của game thủ xi măng bên này nữa. Vâng, thôi thì vâng, thôi thì ốp luôn đi rồi giành chiến thắng thôi. Tỷ số là 3-1. Một trận đấu mà nói chung là quá dễ đánh rồi, khi mà chủ lực duy nhất bên phía đội bạn thì nhà lại cực xấu.